Chiều ngày 18 tháng 7, tại sân bóng đá Học viện An ninh Nhân dân, thành phố Hà Nội, Báo Công an Nhân dân đã tổ chức lễ bế mạc giải bóng đá mùa hè 2020 tranh cúp Báo Công an Nhân dân. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân, Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân, Đại tá Đà Công Duy, Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến Bộ Công an, Đại tá Phạm Khải, Tổng biên tập Báo Công an Nhân dân, trưởng ban tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Khải cho biết, đây là năm đầu tiên Báo Công an Nhân dân tổ chức giải bóng đá mini 7 người trên sân cỏ nhân tạo. Giải đấu đã mang lại một sân chơi lành mạnh, bổ ích và tạo cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị cùng có chung một tình yêu dành cho bóng đá. Trận chung kết của giải bóng đá mùa hè 2020 tranh cúp Báo Công an Nhân dân là trận tranh tài giữa đội bóng Báo Công an Nhân dân và đội bóng Vietinbank. Trận chung kết trở nên nóng hơn bao giờ hết khi các đội bóng đã mang đến những trận cầu sôi động, hấp dẫn trong tiếng hò reo, cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Hai đội bóng đã tạo nên những bàn thắng đẹp mắt từ các pha sút xa, những đường chuyền hay và cả những tình huống cố định phối hợp nhóm ăn ý giữa các cầu thủ. Sau hai hiệp đấu gay cấn, quyết liệt với tỷ số thắng cách biệt 6-3, Vietinbank đã xuất sắc trở thành đội bóng giành cúp vô địch tại giải bóng đá lần này. Cầu thủ Trần Văn Việt của Vietinbank cũng giành giải vua phá lưới với 8 bàn thắng. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Đại tá Phạm Khải đã gửi lời cảm ơn tới các đơn vị đồng hành cùng giải bóng đá mùa hè 2020 tranh cúp Báo Công an Nhân dân, trong đó có sự đóng góp tích cực của Vietinbank đã làm nên thành công của giải bóng đá. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.